Trong ngày số 1, thằng đã chia sẻ sức mạnh tiềm thức là gì. Vậy ứng dụng sức mạnh tiềm thức như thế nào để vợ chồng hòa hợp? Các anh chị có công nhận với Hằng rằng là số đông chúng ta hay tập trung vào những cái điểm chưa tốt của chồng, của vợ mình, xong rồi chỉ trích, không vui, không hạnh phúc, dẫn đến sự không hòa hợp. Ví dụ như hôm qua hai vợ chồng vừa cãi nhau, xong bây giờ tự nhiên lại ngồi lại nghĩ lại, xong là cảm thấy không vui, thấy bực, thấy tức. Vậy thì cái tình huống đó nó đã xảy ra rồi, chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn thay đổi cái cảm xúc của mình khi nghĩ về cái sự việc đó. Khi nghĩ về cái tình huống đó, chúng ta có thể có hai cái cách nghĩ khác nhau. Một là có thể chúng ta khi nghĩ về cái tình huống đó, chúng ta cảm thấy rất là tức giận và không muốn nói chuyện với họ, không muốn gần họ. Và chúng ta sẽ phát ra một cái tần số năng lượng họ cảm nhận được và dẫn đến cái sự không hòa hợp. Thứ hai là chúng ta có thể chuyển hóa cái suy nghĩ sang cái hướng tích cực là mỗi người có một cái trải nghiệm khác nhau, có một cái góc nhìn khác nhau. Cũng như con số 6 thì đặt nằm xuống, một phía nhìn sẽ là số 6, một phía nhìn sẽ là số 9. Vậy thì cái sự việc đó, mình đúng, chưa chắc chồng mình đã sai, vợ mình đã sai. Mình có suy nghĩ, mình bực tức, mất ngủ thì nó không tốt cho cái sức khỏe của mình. Cho nên là mình hãy buông bỏ được bao nhiêu, chúng ta càng nhẹ lòng bấy nhiêu. Và chúng ta sẽ thay đổi cái cảm xúc. Có công thức: suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động tạo ra kết quả. Mà cái suy nghĩ thì nó đến từ những cái trải nghiệm, từ cái hệ thống niềm tin của chúng ta. Và trong tất cả những cái sự việc, nếu như chúng ta có đủ cái sự hiểu biết thì sẽ luôn tìm ra những cái điều tích cực để tạo ra những cái cảm xúc tốt đẹp. Có câu làm chủ suy nghĩ là làm chủ cuộc đời. Vậy nên chúng ta hãy liên tục phát triển, gia tăng sự hiểu biết, gia tăng giá trị của mình lên. Nếu các anh chị mong muốn học cách để chuyển hóa cái cảm xúc của mình thì có thể nhắn tin cho Hằng, gửi tặng các anh chị những cái bộ công thức mà Hằng đang học tập và tham gia nhóm để cùng rèn luyện mỗi ngày, để chúng ta có những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống các anh chị nhé. Hãy follow kênh của Hằng để nhận được nhiều giá trị hơn nữa. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của Hằng.